Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình sự kiện bình luận hôm nay xin bàn về một sự kiện nổi bật trong tuần qua. Đó là lần đầu tiên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số MEI đánh giá hiệu quả xây dựng và thực hành pháp luật liên quan tới kinh doanh của một số bộ ngành. Nói một cách đơn giản là cộng đồng doanh nghiệp chấm điểm các bộ. Chỉ số MEI mới ra mắt xong đã rất được quan tâm và chúng ta sẽ trao đổi thêm về MEI với vị khách mời hôm nay là luật sư Trần Hữu Huỳnh, trưởng ban pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là người trực tiếp phụ trách nhóm nghiên cứu và đưa ra chỉ số này. Xin cảm ơn ông Trần Hữu Huỳnh đã dành thời gian của ngày cuối năm trong chương trình sự kiện bình luận hôm nay. Thưa ông, vì sao cộng đồng doanh nghiệp quyết định chấm điểm các bộ ạ? Theo tôi thì cái vấn đề thứ nhất là do nó xuất phát từ cái bản chất của nhà nước của ta. Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Và để mà thực hiện cái bản chất đó thì chúng ta thực hiện cái phương châm của Đảng, tức là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chúng ta coi cái nhiệm vụ hiện nay là phát triển kinh tế là vấn đề trung tâm. Cho nên thì cộng đồng doanh nghiệp và các cái hiệp hội của doanh nhân, họ phải có một cái vai trò nhất định trong việc là biết, bàn, làm và kiểm tra. Thì đấy là cái lý do sâu xa của nó. Cái nguyên nhân trực tiếp nữa là chúng tôi thực hiện cái nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về vấn đề là xây dựng và hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta. Thì đây là một cái nghị quyết hết sức quan trọng, vì rõ ràng là vấn đề pháp luật vẫn là vấn đề trung tâm. Và cái vấn đề thứ ba nữa là triển khai thực hiện cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó thì có nhấn mạnh đến cái vai trò là lấy cái đối tượng chịu sự điều chỉnh là một cái đối tượng để tham khảo khi xây dựng pháp luật. Và hiện nay thì chúng ta biết là chính phủ đang triển khai cái nghị định về vấn đề là hướng dẫn theo dõi thi hành pháp luật. Thì để thực hiện tất cả những cái mục tiêu sâu xa như vậy cũng như là những nhiệm vụ gần như vậy thì chúng tôi tiến hành hoạt động nghiên cứu này. Vâng, và đưa ra chỉ số MEI ạ. Vì sao doanh nghiệp lại quan tâm đánh giá tới cái mặt cụ thể ở đây là xây dựng và thực hành pháp luật, thực thi pháp luật mà không phải là một cái mặt nào khác? Bởi vì theo tư duy thông thường thì nếu doanh nghiệp mà đánh giá các bộ thì theo tôi hiểu thì có thể là đánh giá ví dụ như các cái nỗ lực xúc tiến thương mại chẳng hạn. Tại sao lại chính là xây dựng và thực thi pháp luật ạ? Cái thứ nhất là về bản chất của chế độ của chúng ta thì vẫn là phải là một cái xây dựng một cái nhà nước pháp quyền. Cho nên pháp luật phải là cái công cụ mà tôi nghĩ là chủ yếu và lâu dài. Cái thứ hai nữa là trong vấn đề như chị đã nói, trong cái chức năng của các bộ hiện nay ấy, thì cũng đang còn có những cái chức năng như là điều hành sản xuất kinh doanh. Nhưng đấy là trong giai đoạn ngắn hạn, chúng ta đang chuyển từ một cái nhà nước là tập trung bao cấp sang một cái nhà nước là chuyển sang cái kinh tế thị trường, mà lúc bấy giờ nhà nước lấy công cụ pháp luật làm chủ yếu. Còn những cái nhiệm vụ mà có tính chất ngắn hạn như thế này, trong tương lai chúng tôi nghĩ là sẽ không phải là vấn đề của các bộ các ngành. Và của các bộ là làm chính sách, rồi thì bắt đầu thiết kế xây dựng pháp luật và triển khai thực hiện pháp luật. Cho nên thì mối quan hệ đấy vẫn là mối quan hệ chủ yếu và trong lâu dài nó là trọng tâm của nhà nước chúng ta. Như vậy là ý ông là các bộ sẽ không làm kinh tế mà là các bộ tạo môi trường cho kinh tế phát triển. Đúng thế, chúng ta sẽ chuyển từ một cái nhà nước mà như Thủ tướng đã có cái thông điệp đầu năm, tức là chuyển từ một cái nhà nước là điều hành kinh tế, quản lý kinh tế sang một nhà nước kiến tạo và phát triển. Vâng. Như vậy là chỉ số MEI đưa ra những cái nhận xét và đánh giá xem là các bộ đã tạo được cái môi trường thuận lợi như thế nào để cho kinh tế phát triển và cho doanh nghiệp phát triển, đúng không ạ? Đúng ạ. Vâng. Xin được hỏi thêm ông, phương pháp để tiến hành MEI như thế nào? Chúng ta hỏi những ai và hỏi những câu hỏi gì để có thể đưa ra những cái thông tin và chỉ số như vừa rồi ạ? Chúng tôi thì thứ nhất là mục tiêu của nó của cái khảo sát này là không phải là xếp hạng các bộ, mà mục tiêu là để xem được các bộ trong con mắt của cộng đồng doanh nghiệp thông qua hiệp hội doanh nghiệp là họ nghĩ gì về cái chất lượng xây dựng pháp luật và hướng dẫn thi hành pháp luật của các bộ. Đấy là mục tiêu cơ bản. Cái thứ hai là vì thế cho nên cái đối tượng thì có rất nhiều đối tượng có thể tham gia vào việc đánh giá này, nhưng mà chúng tôi lựa chọn là hiệp hội doanh nghiệp, bởi vì hiệp hội doanh nghiệp ở một cái mức độ có thể và trong điều kiện có thể của nghiên cứu này thì chúng tôi lựa chọn vì họ là người đại diện các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng hoặc là hiệp hội doanh nghiệp của toàn thể. Cái thứ ba là họ là những cái hiệp hội mà nơi mà giải quyết những cái vướng mắc khó khăn thường xuyên so với các doanh nghiệp có thể gặp những khó khăn đơn lẻ và cụ thể, nhưng hiệp hội là nơi tập trung để giải quyết những vướng mắc khó khăn đó. Rồi hiệp hội cũng là nơi mà có điều kiện để nhìn rộng hơn ra một ngành hàng mà có thể liên kết đối với nhiều ngành hàng khác nhau, có nghĩa là họ có khả năng liên kết để tìm hiểu được pháp luật liên quan nhiều bộ. Và hiệp hội đại diện cho ý kiến của các doanh nghiệp và hiệp hội thì đương nhiên là đại diện cho các cái thành viên của mình. Chúng ta có hỏi những câu hỏi hết sức cụ thể không, hay chúng ta hỏi những câu hỏi có tính chung chung và ghi nhận cảm nhận của họ thôi ạ? Chúng tôi nghĩ rằng là để mà xác định đúng được cái cảm nhận của họ thì phải thiết kế câu hỏi hết sức cụ thể. Và đây là một cái ví dụ như chúng tôi thấy là ở đây là cái bảng câu hỏi như thế này, được thiết kế hết sức cụ thể và để tránh bất kỳ một cái sự trả lời nước đôi, hoặc là nếu không có thông tin mà vẫn cứ trả lời một cách ảo ạt thì chúng tôi thiết kế để loại trừ bớt các rủi ro đó.
cho nên các câu hỏi đấy hết sức cụ thể chi tiết và chỉ có một cách trả lời trên cơ sở có những cái thông tin mới trả lời được. Xin cảm ơn ông, và chúng ta sẽ biết thêm một số thông tin về kết quả điểm mà cộng đồng doanh nghiệp đã chấm cho 14 bộ ngành qua chỉ số MEI, và phóng sự sau đây được ghi nhận ngay hôm MEI được công bố cách đây vài ngày. MEI 2011 cho thấy trong việc xây dựng và thực thi các chính sách pháp luật về kinh doanh, hoạt động của cả 14 bộ được nghiên cứu đều chỉ ở mức trung bình, tức là xếp hạng từ điểm 5 đến điểm 6 trong thang điểm 10. Trong các chỉ tiêu được đánh giá, hầu hết các bộ đều thể hiện sự năng nổ trong việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, một công việc có kinh phí và được thực hiện theo sự chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tất cả các bộ đều ít tham khảo ý kiến của các đối tượng bị tác động. Đây được coi là một công việc mang tính chất không bắt buộc, mặc dù nó thể hiện thái độ dân chủ và cầu thị của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các đối tượng bị quản lý. Kết quả này thì nó đánh giá một cái điều rằng này, các bộ đã rất chăm chăm làm tròn cái nhiệm vụ của mình về mặt quản lý nhà nước, nhưng các bộ chưa thực sự trở thành người hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Bởi vì cái đó nó thể hiện rất rõ ở cái chỗ là cái hiệu quả của cái việc lấy ý kiến góp ý, rồi cái việc gọi là tổng kết đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật là các bộ rất là không quan tâm, cho nên điểm thì rất thấp. Còn cái việc đương nhiên phải làm, mà nếu không làm thì thậm chí ông bộ trưởng bị phê bình, thì đương nhiên là phải làm. Thì đấy là rất quan tâm đến cái việc làm tròn nhiệm vụ của một cơ quan quản lý nhà nước, nhưng chưa thực sự trở thành cái nơi mà hỗ trợ giúp đỡ cho các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh. Chỉ được điểm 6 trên thang điểm 20, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đánh giá là bộ thiếu tích cực nhất trong việc tham khảo ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp khi xây dựng các chính sách pháp luật. Trong khi đó, với điểm 8 trên 20, Bộ Tư pháp được coi là tích cực nhất, cho dù họ cũng chỉ được điểm dưới trung bình. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, kết quả của MEI 2011 vẫn thể hiện một sự rụt rè của nhóm nghiên cứu khi lần đầu tiên họ phải thực hiện một nghiên cứu khá nhạy cảm liên quan đến hoạt động của các bộ thành viên chính phủ. Có Bộ Tư pháp ở trong cái cơ quan đánh giá, tức là vẫn muốn là không tách hẳn được ra khỏi cái cơ quan nhà nước mà không đánh giá độc lập. Và chỗ này thì theo tôi là không nên, vì đó là để đánh giá, để dư luận, là để doanh nghiệp hay là hiệp hội đánh giá về cơ quan nhà nước, thì Bộ Tư pháp nên như các bộ khác. Và Bộ Tư pháp ngồi đây mà họ lại đứng đầu thì người ta nghi ngờ về cái ở đây có khách quan không, tức là ngay như vậy là người đánh giá mình nằm trong cuộc là cũng không. Cái thể hiện cái tính rụt rè của cơ quan đánh giá, tức là vẫn muốn một cái cơ quan nhà nước đứng vào đây. Ban nghiên cứu của MEI 2011 cũng thừa nhận họ đã gặp nhiều khó khăn, trong đó có cả sự bất hợp tác của một số bộ bị đưa ra đánh giá. Do vậy, họ đã không thể thu thập được những số liệu toàn diện hơn từ chính các bộ này. MEI 2011 vì vậy chỉ được xem là cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp vào hiệu quả thực thi và xây dựng pháp luật của các bộ. Tuy nhiên, những cảm nhận này cũng là hết sức quan trọng, bởi nó thể hiện sự tiếp nhận của đời sống đối với các chính sách của nhà nước. Cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang kỳ vọng nhiều hơn vào nỗ lực của các cơ quan chính phủ, và chúng ta cũng thấy một cái dư địa lớn hơn mà cơ quan chính phủ có thể cố gắng, có thể nỗ lực để nâng cao cái chất lượng hoạt động của mình trong lĩnh vực này. Dù vẫn còn những ý kiến khác nhau, nhưng dù sao thì cũng có thể coi báo cáo nghiên cứu MEI 2011 là một cái bản tổng hợp tương đối đầy đủ về ý kiến cũng như là kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động pháp luật kinh doanh của các bộ quản lý nhà nước. Vấn đề còn lại sẽ là các bộ sẽ tiếp thu những ý kiến này như thế nào và thể hiện tinh thần cầu thị ra sao đối với cộng đồng doanh nghiệp. Thưa ông, nhóm nghiên cứu có rụt rè không ạ? Bởi vì vừa rồi thì trong phóng sự chúng ta cũng thấy có ý kiến một số chuyên gia phản biện như vậy. Theo tôi thì như tôi đã trình bày từ trước ấy, chúng ta xuất phát từ một cái mục tiêu là rất hết sức cụ thể. Và vì một cái ý định là hết sức tốt đẹp, cho nên chúng tôi nghĩ là chả có gì phải rụt rè.
Vâng. Chúng ta sẽ trở lại với một vài ý kiến phản biện ở trong phóng sự vừa rồi. Nhưng mà xin nói ngay tới cái kết quả của MEI năm nay. Theo như nhận xét của báo chí thì kết quả MEI năm nay không kịch tính, có nghĩa là không có điểm sáng nổi bật và cũng không có điểm tối. Các bộ đều chênh nhau không nhiều lắm và quanh quanh ở mức trung bình. Điều đó nói lên thông điệp gì? Tất nhiên là khái niệm kịch tính thì chúng ta phải hiểu nó thế nào. Cái kịch tính mà theo tôi hiểu lớn nhất là ở chỗ cái mức xếp điểm chung của tất cả 14 bộ ngành là trong khoảng từ 51 đến dưới 60 điểm. Thì cái kịch tính lời chỗ là nó nằm ở chỗ các bộ thực hiện đúng được kể cả yêu cầu tối thiểu. Còn cái khoảng không từ 60 điểm đến 100 điểm, tức là cái kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp thì chưa đạt được. Mà chúng tôi thì mong muốn đánh giá nó không chỉ là vấn đề hoàn thành nghĩa vụ, mà vấn đề hoàn thành như là kỳ vọng của doanh nghiệp. Thì đấy ta gọi hiểu kịch tính thì nó là được hiểu là như vậy. Cái ý thứ hai là không có bộ nổi bật và cũng không có cái bộ tụt hậu. Thì điều này là các bộ dàn hàng ngang. Thì điều này cũng chưa thấy được một cái điểm sáng. Mà cái này chắc chắn là chúng tôi hiểu rằng là sắp tới chúng ta sẽ cố gắng để đi theo cái hướng này. Phải có những cái sáng kiến, phải có những chính sách mưa mà từ các cái bộ trưởng như là các tư lệnh ngành. Chúng ta đã từng nói như vậy để đưa ra những cái đột phá. Hy vọng là MEI năm sau sẽ có những cái sự khác biệt lớn hơn đúng không ạ? MEI chỉ có thể khác biệt nếu như mà các bộ trưởng tạo nên sự khác biệt. Tạo nên sự khác biệt, vâng. Có những cái MEI là một cái chỉ số tổng thể, nhưng mà trong đó có những chỉ số cấu phần. Trong phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy có chuyên gia nhắc tới là có một cái cấu phần khá là yếu và thể hiện là yếu nhất trong các bộ, đó chính là các bộ ít lấy ý kiến của cộng đồng, ít lấy ý kiến của doanh nghiệp khi mà xây dựng luật. Ông có thể nói rõ thêm về cái chỉ số này được không ạ? Chúng tôi trong nhóm nghiên cứu của mình nhận định là cái việc khó thì bộ không bỏ, mà cái việc tưởng như là dễ thì bộ lại làm qua loa. Thì chính cái yếu tố gọi là lấy ý kiến của cộng đồng, của hiệp hội doanh nghiệp là cái phần mà chúng ta có thể thấy rất rõ trong cái đánh giá MEI này. Tôi lấy ví dụ như là vấn đề là đăng công khai cái thông tin trên mạng về vấn đề là các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nhưng đấy chỉ là một cái nghĩa vụ tối thiểu. Chứ còn nếu mà đăng công khai cả một cái dự thảo văn bản có mấy trăm điều, mấy chục điều như vậy mà không có tóm tắt, không có phân tích, không có đánh giá, không có cung cấp thông tin để các doanh nghiệp và các hiệp hội người ta hiểu được, thì chúng ta chỉ mới làm được một cái nghĩa vụ theo quy định, chứ không phải là làm như kỳ vọng chúng ta muốn nhận được cái sự đóng góp của các hiệp hội và của doanh nghiệp. Kinh nghiệm trong quá khứ chúng ta cũng thấy rất rõ, với cái luật doanh nghiệp thì chúng tôi coi rằng là luật doanh nghiệp là chính do doanh nghiệp làm. Vì rõ ràng là trong quá trình làm luật doanh nghiệp là chúng tôi lấy ý kiến của tất cả các ngành, tất cả các doanh nghiệp ở khắp Trung Nam Bắc. Và cho nên chúng ta mới có được một cái luật doanh nghiệp. Và có cái luật doanh nghiệp đó thì chúng ta vượt được qua được cái khủng hoảng và khai sinh ra khoảng gần nửa triệu doanh nghiệp hiện nay. Vâng, khi mà các bộ mà yếu về cái phần là lấy ý kiến của chính cộng đồng khi mà tham gia xây dựng luật, để xây dựng luật ý, thì cái hiệu quả nhãn tiền có thể nhận thấy được không ạ? Hay là đó chỉ là vấn đề hình thức? Vì luật liên quan đến doanh nghiệp thì để cho doanh nghiệp áp dụng, giống như người lính ra chiến trường, họ cần phải biết được những cái công việc của chính họ. Chứ còn nếu mà không lấy ý kiến của họ, không có sự phản biện của họ thì rủi ro nó rất lớn. Và hai nữa là bản thân doanh nghiệp cũng không ý thức được câu chuyện mình phải chuyển hướng để phục vụ khi có những cái chính sách và pháp luật thay đổi. Vâng. Có gì bất ngờ ngoài dự kiến trong kết quả MEI năm nay không ạ? Theo chúng tôi thì năm ngoái chúng tôi cũng đã làm một cái khảo sát và cái dự bất ngờ thì không có gì quá bất ngờ. Bởi vì thực tiễn cũng cho thấy rằng hiện nay tình trạng chung nó là như vậy. Các cái khảo sát, các cái đánh giá của các tổ chức quốc tế đối với môi trường pháp luật kinh doanh của Việt Nam, môi trường pháp lý của Việt Nam thì cũng tương tự như cách của chúng ta. Nó ở mức độ ta gọi là trung bình, ở mức độ trung bình thấp. Vâng, có ý kiến ở trong phóng sự vừa rồi phản nàn về việc là chúng ta có vai trò của Bộ Tư pháp vừa là một đối tượng, một trong 14 bộ được đánh giá, nhưng mà đồng thời họ cũng tham gia trong cái nhóm nghiên cứu và đánh giá. Vâng. Thì như vậy liệu có khách quan không ạ? Trước hết tôi phải giải thích rõ vì sao là có Bộ Tư pháp đây. Bộ Tư pháp đây là thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, là có sự tham gia của Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Và trong quá trình làm như vậy thì chúng tôi cố gắng để hai tổ chức đó cũng là độc lập, mà chủ yếu là thống nhất được bộ chỉ số, thống nhất được nội dung, thống nhất phương pháp. Còn tất cả quá trình triển khai để thực hiện thì không có bất kỳ một sự can thiệp nào của Văn phòng Chính phủ và của Bộ Tư pháp vào quá trình này. Quá trình này được tiến hành một cách độc lập và các hiệp hội mà trả lời cũng luôn luôn là giữ được cái bí mật của chính họ. Ý ông là Bộ Tư pháp hỗ trợ chúng ta về chuyên môn? Họ cùng tham gia với chúng tôi để xây dựng cái bộ chỉ số. Và cái bộ chỉ số này thì dựa trên căn cứ khoa học, chứ không phải là phụ thuộc vào ý chí chủ quan của Bộ Tư pháp hay là của. Nhưng liệu rằng là có thể chúng ta vẫn có thể là tìm một cách nào khách quan hơn và có những cái chuyên gia hỗ trợ về xây dựng bộ chỉ số mà không phải là Bộ Tư pháp không?
bởi vì Bộ Tư pháp vẫn là một trong những đơn vị được đánh giá. Thực ra thì Bộ Tư pháp cũng chỉ là một cái chủ thể tham gia, vì bộ chỉ số này là tham gia là có cả hiệp hội doanh nghiệp họ cùng tham gia vào bộ chỉ số đó, các nhà chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện của Bộ Tư pháp cũng chỉ là một người thôi. Nhưng mà nếu đề xuất của chị cũng là một đề xuất phải nghiên cứu và chúng tôi phải báo cáo lại về Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Dạ vâng. Cho đến bây giờ thì các bên liên quan có phản ứng như thế nào, có gọi điện cho ông không về cái chỉ số mây vừa được công bố hôm vừa rồi, đặc biệt là đại diện của các bộ? Các bộ có quan tâm và họ muốn tìm hiểu, và theo tôi là thì cách làm của họ tôi nghĩ là một cái cách làm rất là cầu thị. Họ muốn có được những cái báo cáo chính thức rồi sau đó thì có cần những cái giải thích khi cần thiết, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này là một cái chuyện là tốt rồi. Vâng. Theo phản ánh của phóng viên tham dự hôm công bố mây thì các bộ đều không có lên phát biểu ý kiến và cũng chưa trả lời phỏng vấn. Chắc chắn là họ còn ngắm nghía để nghiên cứu cái kết quả mây vừa rồi. Nhưng mà như chúng tôi có tìm hiểu thì các bộ đều rất quan tâm. Và trong ngày hôm qua thì chúng tôi đã phỏng vấn được một số ý kiến từ Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Trong đó Bộ Tư pháp còn lựa chọn mây như là một trong 10 sự kiện năm của ngành. Và bởi vì mây đối với Bộ Tài chính thì được phản ánh tính toán trên rất nhiều cái lĩnh vực, và số lĩnh vực được tính toán xác định của mây cho Bộ Tài chính là lớn nhất trong số các bộ. Cho nên cái độ cảm nhận đấy có thể nó có những cái nó còn cần phải xem xét, cần phải xử lý, cần phải bóc tách, nhưng nó sẽ giúp cho bộ sẽ xem xét tốt hơn các cái mặt, các cái lĩnh vực mà mây đã đưa ra các cái đánh giá. Và theo tôi thì đây là lần đầu tiên chưa thể dùng nó để so sánh giữa bộ với bộ, chưa thể dùng nó để đánh giá bộ này hay bộ khác tốt trong cái công việc này, nhưng sẽ giúp bộ từ đây định gốc, định mốc để làm cái đích phấn đấu. Nếu mà mây năm đầu tiên là mây định gốc, mây các năm sau sẽ là mây so sánh, giúp cho các bộ tự so sánh mây của mình qua các năm và tự nó điều chỉnh cái hoạt động của mình trong công tác xây dựng thi hành pháp luật. Còn giữa mây của bộ này với mây của bộ khác thì cũng còn phải bàn, bởi vì trong cách các phương pháp, từ phương pháp điều tra xác định nó cũng chưa đảm bảo được một cái gì đó bóc tách để trở thành một cái chỉ số so sánh. Đấy, chỉ so sánh giữa bộ trong năm nay so với năm khác làm định hướng cải thiện cái nhiệm công tác này, còn giữa bộ với bộ thì cần phải có tính toán thêm nữa. Chúng tôi cũng ở bộ thì cũng đang có cái bình chọn 10 sự kiện của ngành trong năm 2011, thì cũng có cân nhắc đến cái sự kiện này, và cái quan điểm và cái cách nhìn nhận và cái thái độ tiếp nhận của các đồng chí lãnh đạo cũng như là anh chị em ở trong bộ ấy, là theo tôi là rất là tích cực, mặc dù là Bộ Tư pháp là được xếp hạng đầu trong số 14 bộ được chấm điểm đấy, nhưng mà cũng chưa vượt được, chưa được vào lại khá. Nếu mà là cần phải phấn đấu thì tôi nghĩ rằng là nó cũng thể hiện ngay ở trong cái việc là cái chỉ số thấp nhất trong cả 6 cái nhóm chỉ số xây dựng thi hành pháp luật đấy lại chính là việc là lấy ý kiến của các cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng pháp luật và việc phổ biến thông tin pháp luật sau trong cái quá trình tổ chức thi hành pháp luật. Thế thì rõ ràng rằng là chất lượng làm luật nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc là người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tức là những cái đối tượng chịu sự tác động trực tiếp ấy, có được tham gia ngay từ đầu xây dựng chính sách hay không. Và cái hiệu quả của cái thi hành pháp luật ấy, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc là các cái thông tin về pháp luật ấy nó có đến được với các cái cộng đồng ấy không, và nó mới tạo nên được cái sự đồng thuận trong xã hội. Thế thì vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là đối với Bộ Tư pháp nói riêng và đối với các bộ nói chung thì chính cái phần cần để phấn đấu không phải chỉ là huy động cái lực lượng của chính mình làm tốt cái việc theo chức năng của mình, mà cái chính là phải tạo ra được cái cơ hội để xã hội tham gia vào cùng với mình. Mây phải được tiếp tục, tức là các chỉ số của mây phải được tiếp tục, và việc sử dụng cái chỉ số mây đấy để tiếp tục là phản ánh cái cảm nhận của các cái doanh nghiệp mà đối với lại công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của các bộ phải được tiếp tục, không phải chỉ năm sau mà là cả các năm sau nữa, cũng giống như là cái chỉ số về năng lực cạnh tranh của các tỉnh đã trở thành cái một cái nếp sống, mà thậm chí là các tỉnh bây giờ rất là chờ đợi xem rằng là mình được xếp thứ hạng bao nhiêu. Thì tôi hy vọng rằng là mây nó cũng sẽ tạo ra được một cái xung lực như thế để cho các bộ phải quan tâm và phải mong ngóng xem là mình được xếp hạng nào ở trong cái chỉ số mây này. À, nghe rất là phấn khởi đúng không ạ? Làm thế nào để các bộ năm sau phải mong ngóng
xem là mình được xếp hạng thứ mấy trong chỉ số mây. Ông nghĩ như thế nào, làm thế nào để mây thực sự có sức nặng? Tôi thì không phải không trả lời được cái câu hỏi là các bộ mong ông xếp hạng thứ mấy, mà đây cũng không phải là mục đích của nhóm nghiên cứu. Mục đích của nhóm nghiên cứu là các bộ đó đang được chấm điểm bao nhiêu điểm, chứ không phải là so sánh giữa các bộ với nhau. Như ý kiến của vị đại diện của vụ pháp chế của Bộ Tài chính nói là rất là rõ, không để so sánh bộ này với bộ kia, vì với mỗi bộ có cái chức năng, nhiệm vụ nó khác nhau và có cái phạm vi hoạt động đối với các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nó khác nhau. Cho nên cái mục đích chủ yếu của nhóm nghiên cứu mây là biết là xem thử anh là ai, anh đang đứng ở vị trí nào, và đến năm sau thì trong mắt của cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng các hiệp hội, anh lớn lên hay là anh lùi xuống, anh tiến lên hay anh lùi xuống, tức là so với chính anh là như thế nào. Chứ còn nếu mà khoảng cách giữa các bộ với nhau, từ cái bộ đứng đầu là Bộ Tư pháp cho đến tận bộ đứng cuối, nó lệch nhau chỉ có khoảng hơn 7 điểm trong tổng số 100 điểm, tức là lệch nhau một tí như thế này, thì nó không có ý nghĩa gì lắm về mặt xếp hạng. Nhưng mà điều quan trọng như chúng ta đang nói, các bộ đang đứng ở vị trí trung bình, thì chúng tôi mong có sự đột phá của từng bộ một, và chính sự đột phá của từng bộ một so với chính mình ấy, tạo nên sự đột phá của cái chỉ số mây của năm sau. Như ông có nói thì là mây là chủ yếu hiện nay là để bộ tự so sánh mình năm nay và năm sau, năm trước và năm nay, đúng không ạ? Hơn là so sánh giữa các bộ. Nhưng mà nếu giả sử năm sau có sự đột phá thì chắc chắn cái khoảng cách giữa các bộ có thể nó sẽ lớn hơn là năm nay, thì lúc đó mây có ý nghĩa để so sánh giữa các bộ hay không? Lúc bây giờ mây có ý nghĩa so sánh với các bộ ở chỗ, trong đối với mỗi chính bộ thì mức cải thiện về số điểm là cao hay thấp so với chính mình, và so với bộ khác thì mức cải thiện của chính bộ đó là cao hay thấp, và như vậy thì cái so sánh này nó có ý nghĩa. Cái sự đột phá của mỗi bộ nó sẽ được không phải ở xếp hạng thứ mấy, mà ở chỗ mức độ thăng tiến của mình thế nào. Như vậy thì chắc là xin phải góp ý với nhóm nghiên cứu là trong công bố mình phải nói rất rõ cái mục đích và sự chênh lệch cũng như so sánh muốn đưa ra trong mây. Bởi vì theo tôi hiểu và tôi tham khảo ý kiến thì ngay cả những bộ vừa rồi có kết quả chỉ cần nhỉnh hơn bộ khác một chút đã nhận được những lời chúc mừng và hết sức hài lòng với kết quả đó. Có những bộ thấp hơn một chút thì cũng có thể có những cái tâm lý nhất định, bởi vì mọi người đều hiểu rằng đây có sự so sánh giữa các bộ và xếp thứ hạng giữa các bộ. Theo tôi thì đấy chỉ là một cái gọi là gia vị trong một cái là một thứ gia vị. Tôi nghĩ là chính cái quan trọng nhất là chỗ là bộ có vượt trưởng thành so với chính mình không. Vâng. Và kinh nghiệm của PCI cũng cho thấy như thế. Ở các địa phương bây giờ họ đã hiểu một cách rất sâu sắc rằng nỗ lực của chính họ sẽ được cộng đồng ở địa phương người ta ghi nhận, và cái đây là phần thưởng lớn nhất, chứ không phải là họ đứng ở vị trí thứ nào. Vâng, như vậy là PCI, tức cái chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đúng không ạ? Mà chúng ta đưa ra hàng năm rất rất thành công và rất có sức nặng đó, thì cũng là có ý nghĩa là bản thân tỉnh so với mình, chứ còn so sánh với các tỉnh thì không cũng phải là cần thiết, nhưng mà không phải là cái chủ yếu. Vâng. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một điều chắc chắn là mong mây năm sau sẽ được hoàn thiện hơn và làm rõ hơn cái mục đích, cũng như là khi tuyên truyền, khi công bố kết quả về mây chúng ta phải làm rất là rõ, bởi vì cái tâm lý thi đua và tâm lý so sánh tôi nghĩ là luôn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, đúng không ạ? Mây năm sau có tiếp tục như ông nói là có, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái kế hoạch hoàn thiện như thế nào, kế hoạch làm việc của cái nhóm nghiên cứu để năm sau có một cái mây tốt hơn và hoàn thiện hơn và có sức nặng hơn mây năm nay. Trong chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì việc nghiên cứu này là trở thành thường niên, cho nên đây là một cái nhiệm vụ mà không phụ thuộc vào cái việc là nhóm nghiên cứu muốn làm hay không. Nhưng mà để làm tốt hơn nữa thì chúng tôi cố gắng tiếp thu ý kiến từ các bộ, ý kiến các chuyên gia và các hiệp hội để từng bước một là chúng ta hoàn thiện. Và điểm thứ ba quan trọng hơn là hậu mây, cũng giống như là hậu PCI. Mục đích của mây là chỉ là đưa ra một cái kết quả đáng tin cậy, nhưng từ đó để xử lý nó như thế nào, mang tính xây dựng như thế nào, thì các cái thông số từ khai thác từ nghiên cứu này chúng tôi sẽ chuyển cho các bộ. Và những cái mà chưa có thể được công bố ở đây thì chúng tôi tiếp tục chuyển để các bộ có thể từ đó là có thêm được những cái thông tin để từ đó cải tiến cái hoạt động của mình. Thì đấy là mục đích người ta gọi là mục đích xây dựng của cái chỉ số này. Ông có thể cho biết là có những cái khó khăn gì mà ông mong muốn các bộ cũng như các bên liên quan sẽ có hợp tác tốt hơn để nhóm nghiên cứu chúng ta thu thập những thông tin có chất lượng hơn và thuận lợi hơn nữa trong mấy năm sau? Một cái nghiên cứu mà lý tưởng thì phải, nếu mà kết hợp được hài hòa giữa những cái chỉ số cứng và cái chỉ số mềm, như ta nói là có những cái thông số mà có thể thống kê được và cái cảm nhận của doanh nghiệp. Thế nhưng mà trong điều kiện hiện nay thì vấn đề thống kê của chúng ta nó còn có vấn đề. Chúng tôi hy vọng rằng là nếu sau này mà xây dựng bộ chỉ số có liên quan đến vấn đề thống kê mà cung cấp được số liệu khách quan, chính xác,
thì có thể giúp cho mây nhìn ở một góc độ, nhìn từ một góc độ khác, nó có thể bổ sung tốt hơn. Dạ, ông có mang đến đây một tập sách rất là dày, và từ đầu tới giờ thì tôi cũng chưa thấy ông có giới thiệu về tập sách này. Ông có thể cho biết thêm rằng là cái tập sách mà ông mang đến đây và liên quan tới chương trình này là tập sách gì ạ? Đây là một cái rà soát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành, rà soát về pháp luật kinh doanh, rà soát 16 luật và với sự tham gia của 2.000 doanh nghiệp và chuyên gia, các nhà khoa học. Có khoảng như vậy là 830 ý kiến đóng góp để xây dựng, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ liên quan đến 16 luật này. Điều đó thì tôi muốn nói một điều gì? Tôi muốn nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp từ chỗ họ chỉ biết là chiến đấu trên thương trường, bây giờ họ muốn tham gia vào những cái vấn đề lớn về chính sách, pháp luật. Và khi vì một cái sự nghiệp như vậy, và nếu chúng ta làm thiện tâm và chúng ta mong muốn, kỳ vọng ở chính họ và tổ chức để thực hiện, thì tôi nghĩ họ tham gia một cách rất là tích cực và sáng tạo. Theo tôi được hiểu thì cái sản phẩm này đã được một số bộ ngành tiếp quản. Và chúng tôi hy vọng rằng đây là một cái minh chứng để nói rằng là nếu chúng ta có thiện chí và biết cách tổ chức thì chúng ta sẽ đến với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, họ sẽ ủng hộ chúng ta. Vâng, một công trình rất là đồ sộ. Và tôi nghĩ rằng là cùng với các cái chỉ số mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gần đây, đúng không, trong những năm vừa qua, như là chỉ số PCE mà ông vừa nhắc tới trong suốt thời gian vừa rồi, đó là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, rồi chúng ta sẽ có MEI nữa, chỉ số đánh giá các bộ hàng năm, thì điều đó có thể nói như là song hành với vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng hơn của đội ngũ doanh nhân, đúng không ạ? Đúng rồi. Có mối quan hệ tương hỗ giữa vấn đề cái MEI và PCI. Nếu MEI làm tốt, tức là tạo điều kiện cho vấn đề PCI sẽ được cải thiện. Bởi vì các đơn vị ở địa phương họ chỉ có thể thực hiện tốt nếu như pháp luật của Trung ương ban hành được tốt. Vâng ạ. Và MEI theo thông lệ sẽ công bố vào cuối năm, đúng không ạ? Vâng, theo tôi thì có kế hoạch như vậy. Vâng, vào cuối năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tháng 12 này, lần đầu tiên thì Bộ Chính trị đã ban hành một nghị quyết về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ở đó có ghi rõ việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của cả đội ngũ doanh nhân, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chính sách kinh tế xã hội và có các cơ chế tham vấn đối thoại giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Chỉ số MEI đang đi đúng tinh thần đó. Và chúng ta chờ đợi những năm tiếp theo, MEI sẽ hoàn thiện hơn và thực sự có sức nặng để có thêm một thang điểm giúp cho các bộ ngành phải phấn đấu tiến bộ hơn, qua đó tạo xung lực cho nền kinh tế. Cảm ơn luật sư Trần Hữu Huỳnh, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin chúc một năm mới tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình năm 2012.